Xin chào mọi người nhé. Hôm nay tôi sửa cái quạt Wonder Pool này nhé. Quạt này quạt rất lâu rồi các bạn nhé. Quạt này khá lâu rồi đấy, thời cổ lỗ xịn nha đấy. Các bạn Hatari, không biết tình trạng của nó như thế nào nhé. Tôi thử nhé, giảm điện nhé. Chạy nhé. Chạy sốc rụt quạt, chạy ọt ọt trong. Rồi, là bây giờ tiến hành kiểm tra cái này. Xem thử nó kêu nguyên nhân ở đâu. Đoạn đây các bạn, chúng ta có thể nhiều lít nhỏ mở lên vào được đấy. Bây giờ chúng ta thể thế này, chúng ta bắn hết cái phần này ra nhé. Chúng ta cài các bạn, trường hợp cũng được thì chúng ta phải bỏ đúng một cái dây này đấy nó ra nhá. Cái này các bạn không nên rút căng quá, các bạn không nên rút nhá, rút là rất nguy hiểm các bạn nhá. Rút có thể là búng cả cái ấy ra luôn, búng cả cái rồi chúng ta vặn ra. Rồi, để chúng ta vặn ra và thử bỏ ấy vào nhé. Xem thử các bạn, có thể là cái này có lẽ phải thay trục bạc thôi, bởi vì nó khá đen rồi, đen mà rồ. Chúng ta xem thử xem sao. Phải nhìn vào trong cái đó mới biết được. Thôi chúng ta cứ làm cho bộ nó để đánh sạch cái đó rồi sao hay. Chúng ta làm cho nó sạch sẽ là các bạn nhé. Rồi, chúng ta để thế và chúng ta thử cho xem sạch. Rồi đấy, như vậy có thể tạm thời là được.